Vâng, em chào các bác nhé. Em chào các bác này. Em chào anh Giang ở Đồng Nai nhé. Hôm nay là em anh lấy hai cái bếp đen loại bếp chín, có mã hiệu của nó là DT366D anh nhá. Đấy, là bếp màu đen. Bên ngoài bọc cái ốc, bên trong là kính cường lực và các lớp chống sốc và chống nhiệt đấy nhá, để tạo thành một bếp nhá. Thì những các cái bếp này em đã giới thiệu rồi, nhưng mà hôm nay anh lấy hai con bếp này, em sẽ hướng dẫn anh cái cách điều chỉnh anh nhá. Thì đấy, như thường lệ thì anh cứ gắn ống ga vào giúp em. Thì cái ống ga là ở cái màu hồng hồng ở bên kia là em đã gắn xong anh nhá. Ống ga cũ của cái bình ga cũ này. Đấy, anh gắn vào. Đấy, sau khi anh gắn ống ga vào xong anh lắp pin giúp em. Đấy, cái này em vừa bóc vào trong thùng ra xong. Em bóc hai bếp thì bây giờ em thử test con bếp, test cả hai con này, để chiều nay em sẽ gửi cho anh trong chiều nay luôn nhá. Bởi vì là tất cả những các cái bếp, dù là đắt hay rẻ, hay là loại bếp 9, bếp 10, đơn hay thì em đều coi như là test trước khi em gửi hàng. Là không phải mình anh mà tất cả mọi người ai đặt hàng bên em là em đều test rất là kỹ càng anh nhá. Thì sau về đến nhà chỉ được dùng thôi. Thì đôi khi trong quá trình vận chuyển thì vẫn có những cái sơ suất thì mình vẫn có thể là phải chỉnh lại. Thì có vấn đề gì đấy anh cứ alo và điện thoại lại cho em, trực tiếp qua Zalo để em hướng dẫn anh điều chỉnh nhá. Rồi bây giờ em đã lắp pin hoàn tất. Đấy, lắp pin xong rồi. Đấy, và đến lắp pin này, lắp ống ga này, xong cả thôi anh nhá. Đây là mã bếp đây. DT368D. Đấy, 366D, em xin lỗi. Đấy, đây là cái mẫu bếp đen dòng 9 đầu đốt đấy nhá. Đấy, em gửi anh đúng đúng loại nào. Đấy, đúng loại này. Rồi, bây giờ em bật thử nào. Đây, em bật thử anh xem trước nhá. Đây là em test hết này. Anh nhận tay xuống này. Anh vặn đùi này. Đó. Và giữ tay đôi chút em nhá. Nào, bây giờ lần đầu tiên em bật thì trong cái khí ống ga nó vẫn còn, cho nên đôi khi nó sẽ chưa cháy đều, nhưng mà khi mà anh để nồi lên là nó sẽ cháy đều ngay. Lửa rất xanh rồi nhá, rất mạnh này. Đấy, lửa rất xanh và mạnh rồi nhá. Rồi em bật cửa thứ hai, anh nhận xuống này, vặn đùi giúp em, lửa lên ngay. Rồi đấy, là cái nhu cầu của anh là lấy bếp chín để cho lửa mạnh, thì đây là đúng đáp ứng cái nhu cầu của anh. Đấy, từ chất lượng cho đến đường ga, cho đến về cái chất liệu của bếp vân vân. Đấy, là chất lượng rất là ok anh nhá. Em gửi anh cái mã bếp này. Đây là con thứ hai, nên sau này em sẽ thử tiếp con thứ hai này, nhưng mà trước mắt là em test trước con này để cho anh thấy đã. Nhưng mà hai con là như nhau nhá, tất cả đều lọt ra cùng một lúc, cho nên là nó như nhau hết, chất lượng như nhau cả, không con nào hơn con nào đâu anh nhá, là nó ngang nhau cùng loại mà. Đó, thì ở đây em chưa đưa cái kiềng vào, em chưa đưa kiềng vào nhá. Kiềng vào đây là các cái phụ kiện em kèm theo đây. Thứ nhất là đôi pin này, sách hướng dẫn sử dụng ấy nhá, trong đây nó là tiếng Tàu cho nên là em không đọc được. Đấy, chứ nội dung cái cách sử dụng thì nó đơn giản thôi. Đấy, đây là gioăng chống sốc anh nhá, gioăng chống sốc khi anh lắp âm để cho nước ở trên mặt bếp nó đỡ vào này. Rồi thứ hai là cho êm cái bếp này. Đây là cái cách, đây là một cái phụ kiện cơ bản thôi. Làm em sẽ kèm theo những cái này. Đấy, và ống dẫn ga các thứ này em kèm đầy đủ cho anh nhá. Đấy, kèm đầy đủ luôn thì anh chỉ về việc đấy thôi. Còn đây là cái kiềng này. Đấy, mỗi cái bếp là kèm theo hai kiềng này. Đấy, vừa là chấn gió vừa là kiềng luôn anh nhá. Đấy, quay lại cái bếp này. Đấy, anh nhìn thấy này, lửa rất mạnh này. Đấy, mạnh là xanh nhá. Còn sau này khi anh sử dụng anh nhu cầu mà mạnh hơn nữa, một bếp trái bếp phải thì anh cứ bảo em, thì em sẽ cố gắng hỗ trợ anh nhiệt tình nhá, không mất phí rồi nhá. Đấy, không mất phí đâu. Cho nên là anh hoàn toàn yên tâm về cái bếp này, và sử dụng như thế nào anh yên tâm nhá. Tất cả mọi thứ về sau này anh có gì anh cứ điện thoại cho em là em sẽ hỗ trợ ngay. Đấy. Còn cái tia đỏ kia thì là mới bật bếp anh nhá, là trong đấy có dính một chút sơn tỉnh điện thì nó không những ký đỏ đỏ thôi, nhưng không ảnh hưởng anh nhá, anh dùng là nó sẽ tự động hết ngay. Đấy, anh bật lại này, anh nhận tay này, giữ tay này, vặn đùi này, và lùi tiếp là đến mức nữa là nó mạnh nhất anh nhá, vặn đùi hết cỡ là nó lại nhỏ này, và chế độ hầm. Đấy. Rồi. Đấy. Nhìn như thế này thôi nhưng mà nó rất là mạnh anh nhá, rất mạnh rồi, không cần, hiện tại bây giờ là gia đình dùng là ok, em nghĩ là không cần phải nâng cấp nữa đâu. Đấy, không cần nâng cấp nữa đâu. Còn sau này có nhu cầu thì cứ bảo em là em sẽ hỗ trợ nhé. Em gửi phụ kiện vào cho anh để có cái lấy cái mà nâng cấp là như nào, chỉ trong làm một phút thôi là xong. Đấy, cho nên là anh yên tâm hoàn toàn. Thứ nhất là về chất lượng này, về chế độ hậu mãi sau này này, về chế độ bảo hành này, tất cả mọi thứ anh yên có thể là hoàn toàn yên tâm rồi nhá. Đấy. Rồi, về chế độ hẹn giờ, bây giờ em mới bật chế độ hẹn giờ để anh xem. Đầu tiên anh giữ tay vào nút cộng cho em. Anh giữ vào đây. Đấy, cho nó hiện lên, anh ấn tiếp tục cộng là nó sẽ lên 1, 2, 3 cho đến 99 phút thôi nhá. Và anh sử lại đùi này, đấy, giảm này, tiến này, lùi này. Rồi bên cái bếp bên này cũng vậy.
bên trái cũng vậy, anh cứ giữ tay, nghe tiết phát anh ấn tiếp. Ấn tiếp này. Đó. Rồi anh sửa lại cái hẹn giờ đó bằng cách là anh giảm lùi. Đấy, hoặc là đôi khi là mình không may lỡ tay ấn quá thời gian thì mình giữ tay vào nút trừ giúp em nhá. Ví dụ ấn nút trừ này. Đấy, anh ấn vào nút trừ. Đấy, thì nó lại nháy nháy tiếp thì anh tiếp tục anh giảm lùi hay tăng tùy mình. Đấy. Rồi anh nhá, bây giờ em sẽ đóng thùng bếp và đóng gói cẩn thận. Để trong chiều nay em sẽ gửi cho anh trong chiều nay luôn. Rồi, ok anh nhá. Ok anh nhá, em cảm ơn rất là nhiều khách hàng đã tin tưởng bên shop bên em. Vấn đề thắc mắc gì hay là như thế nào thì cứ liên hệ cho em theo số điện thoại em ghi ở trên màn hình, hoặc là em đọc luôn 0934455108 anh nhá. Đấy, anh cứ có gì cứ điện cho em hoặc qua Zalo mà đã từng kết bạn qua Zalo rồi đấy thì anh cứ điện cho bên em, là mọi cái là em sẽ hỗ trợ giúp đỡ anh trong quá trình sử dụng anh nhé. Đấy. Rồi bây giờ em có thể tắt xin phép tắt bếp để vào đầu em đóng thùng chiều nay em gửi cho anh luôn. Rồi ok, em cảm ơn anh nhé.